Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị mình xem một mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này có tổng diện tích là gần 4 hecta nha. Trên đất được cả chú trồng cà phê và trồng sen cây maca nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cái số lượng cà phê trên mảnh đất này á, nó rơi vào tầm khoảng cỡ là hơn 1.000 cây đổ lại thôi nha cô chú anh chị. Trước đây là chú nhà họ là trồng kín vườn rồi nha. Nhưng mà do một năm đổ lại đây là chú nhà họ không chăm sóc cho nên là đế là cà nó xuống cà rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà cà này bây giờ mình mua mình đầu tư vào là đang còn đầu tư ngon nha cô chú anh chị. Bởi vì là cà này cà tơ, chú nhà mới bỏ là tầm khoảng là một năm đổ lại đây thôi là họ không đầu tư thôi. Ý định của chú nhà là muốn bỏ cái cà trồng cái keo. Chú nhà hiện tại bây giờ nó ở xa cô chú anh chị, ở xa nên cho nên họ không đầu tư được cho họ. Ý định của người ta là muốn trồng cây keo là họ ít đầu tư hơn. Nếu cô chú anh chị mình tham khảo, nếu mà mảnh vườn này mà ưng ý thì mình mua mảnh vườn này để mình đầu tư cây cà nữa nha cô chú anh chị. Cà này cà đang còn đẹp nha, cà tơ mới trồng có tầm khoảng cỡ 7 năm đổ lại thôi nha cô chú anh chị. Cà này cực kỳ đẹp nha, mình còn giữ sức là mình đầu tư nha. Xung quanh cái lô rẫy của mình nha cô chú anh chị là suối nha. Suối là ăn bao quanh lô rẫy của mình luôn. Đó, mình có một căn hồ nha cô chú anh chị. Hồ, suối là đi bao quanh, đường đi bao quanh. Đó, từ mảnh vườn này mà ra quốc lộ 28 ra khu dân cư nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 7 cây số nha cô chú anh chị. Còn về hướng Sài Gòn á, là 280 cây số nha. Cà cực kỳ đẹp cô chú anh chị này. Nhìn cái cà là mình biết cà đẹp. Hiện tại bây giờ chú nhà vẫn chưa tưới nha. Còn là về hướng Lâm Đồng nó rơi vào tầm khoảng 100 cây số. Đấy. Từ quốc lộ 28 mà khu dân cư mà vào mảnh vườn này cô chú anh chị là xe bán tải gầm cao là đi vào tới rầy luôn nha cô chú anh chị. Đường đi đường lớn hết nha. Mảnh đất của mình hiện tại bây giờ là thuộc về xã Quảng Phú, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh vườn của mình mà ra trung tâm trường chợ cô chú anh chị, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban trường chợ nó rơi vào tầm khoảng là 8-9 cây số nha cô chú anh chị. Còn ra khu dân cư ra quốc lộ 28 rơi vào khoảng tầm 6-7 cây số thôi. Đó, mảnh vườn của mình là cà tương đối đẹp cô chú anh chị. Hiện tại bên mảnh đất của mình á là nó có một căn nhà tạm nữa nha cô chú anh chị. Có một căn nhà tạm. Đấy, chú nhà họ trồng cái cây keo thế này cô chú anh chị. Cà này cực kỳ đẹp, chú nhà nó tự nhiên nó trồng cái cây keo vào cô chú anh chị. Cà bây giờ 70.000, gần 80.000 một ký cà, nó tự nhiên trồng cây keo vào. Mình có một căn nhà tạm nữa nha cô chú anh chị. Mảnh vườn của mình thì hiện tại bây giờ là chưa có sổ nha cô chú anh chị. Chú nhà họ bán là chỉ là bao tranh chấp thôi nha. Cái khu vực này khu vực an toàn nha cô chú anh chị. Đó, đất này thì an toàn, khu an toàn nha. Chú nhà họ bán là bao tranh chấp. Mảnh đất của mình là tổng diện tích là gần 4 hecta. Đấy, cà phê tương đối đẹp đó cô chú anh chị. Mình còn giữ sức để mình trồng nha, để mình chăm sóc nha. Đất này là đất đen nha cô chú anh chị. Đất đen, đất mở gà, đất đen, đất thoải nhẹ nha. Đất này không có dốc nha cô chú anh chị. Đất thoải nhẹ nha. Đất cực kỳ đẹp nha, đất thoải nhẹ. Đó, hiện tại về chủ nhà đang kêu một mức giá là 400 triệu cho 4 hecta này nha cô chú anh chị. 4 hecta này chủ nhà đang kêu 400 triệu có thương lượng nha cô chú anh chị. Đấy, nếu cô chú anh chị mình thiện chí chủ nhà thế bớt lọc lá cho mình nha, còn thương lượng cho mình nha. Đấy, cái cà phê cô chú anh chị nhìn cái cây cà phê này. Đấy, nó đẹp. Tự nhiên chủ nhà trồng cái keo vào để phá cái cà luôn. Bây giờ cà phê bây giờ thì gần 80.000 một ký cà tươi cà khô này. Tự nhiên trồng cái keo này. Cây keo này họ mới trồng cách đây khoảng cỡ 3-4 tháng rồi cô chú anh chị, vừa dịp mùa mưa vừa rồi ấy. Đấy. Cái mảnh đất của mình hiện tại bây giờ đó chưa có một cái giấy tờ gì nha cô chú anh chị. À, chú nhà gì bán là bao tranh chấp thôi. Đấy, cà phê này cực kỳ đẹp, tổng diện tích là gần 4 hecta. Đất thoải nhẹ nha cô chú anh chị, đất này cực kỳ tốt nha, thoải nhẹ. Cà phê này chú nhà họ bó gần 1 năm rồi. 1 năm nay là họ không bó phân, không tưới tắm, không đầu tư rồi. Đấy, nếu cô chú anh chị nào là mình ưng mảnh vườn này á, mình mua về mình đầu tư nhé. Mình có căn nhà tạm thế này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị mà đang xem cái video này liên hệ cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo đến cái mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Mảnh vườn của mình là như thế này, đường xá là như thế này cô chú anh chị. Đó, giá là 400 triệu có thương lượng nha.